Thầy ơi, Thiền Am bây giờ có còn nhận làm lễ xuất gia cho gái nữa không? Ủa, con là ai và từ đâu đến đây? Dạ, con là Michio Official Phạm Ngà. Con đang đứng trước cửa phòng của thầy đây. Ồ, Phan U Mê của thầy đây rồi. Ủa, nghe nói con là ca sĩ và đạo diễn nổi tiếng lắm mà, sao giờ đòi đi tu? Dạ, con đi tu để trốn truy nã. Con đi tu nhiều chỗ rồi mà không có chỗ nào có nhồi quả như ở chỗ thầy. Thèm quá nên con mới về tìm thầy để xin vào tu ở chỗ thầy, có nhồi quả giải thoát cho nó vui. Con thông cảm cho thầy nói thẳng, vì con đã qua lại với nhiều đàn ông lắm rồi. Không biết bây giờ tướng tá có còn ngon hay có bệnh tật gì không? Đâu con cho thầy xem body cái coi. Dạ, con đây. Ôi trời ơi, tụi bay đâu? Mau ra đuổi con điên này ra ngoài nhanh lên. Coi chừng nó mở cửa phòng rồi nó nhào vô nó cắn thầy đó.